Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829 411 281 giúp em. Thì lưu ý bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà anh em không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo, kẹo chín ký tiệp sáp Innova. Còn anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh, like video ủng hộ shop. Nhớ phải đăng ký kênh, like video ủng hộ shop. Thực chất là bên nhà em thì có rất chi nhiều mẫu kẹo. Đấy, hàng đẹp chất lượng. Thì hôm nay em sẽ quay cái kẹo 635HM xịn cho anh em xem. Thì 635HM kẹo chuẩn xịn nhé. Thì loại này thì loại kẹo chất lượng rồi. Loại này thì quá là đẹp, đảm bảo chất lượng luôn cho anh em. Đấy, anh em nhìn em biết. Loại này thì bao test luôn cho anh em là hơn 100m. Hàng HM. Nhưng mà cái giá tiền của loại này thì rất chi là cao. Loại này thì trên dưới 1 triệu. Đấy, anh em nhìn thấy anh em biết là cái có phải hàng thật hay không, hay là hàng giả nhé. Nhiều viên nó méo rồi thì anh em thông cảm, tại vì cái chì mềm chì dây nên anh em thông cảm cho em. Còn đây 635HM, loại này hơn 900 đến hơn 1 triệu một ký tùy shop bán. Đấy, chất lượng kẹo đảm bảo luôn cho anh em. Đấy, đây là 635HM. Thật chất ra thì theo em đánh giá ấy, thì kẹo GB hoặc kẹo copy nó vẫn là bắn được 90m đến hơn 100m, nhưng mà cái giá thành rẻ hơn gấp đôi. Đấy, giá hơn gấp đôi. Lý do gì tại sao mình lại không mua hàng copy, mà thật ra thì có phải viên cái lúc nào mình cũng bắn đến 90 đến 100m đâu, đều là tầm 6-70 thôi. Đấy, thì đây là hàng copy 11, có hàng ngắn và hàng dài. Thì thật ra cái hàng mẫu này ấy, thì rất chi cũng là đảm bảo ổn định, tính ổn định cho anh em. Thì loại này thì rẻ hơn một lửa, tại sao mình lại không mua? Đấy, về cứ mua về trải nghiệm. Đấy, cái chất chì nó là chất chì nhập. Đấy, hàng đảm bảo luôn cho anh em. Có váy ngắn, váy mỏng, váy chung và váy dày. Thì anh em muốn mua mẫu nào thì mua. Tiếp theo là giới thiệu mẫu lấm. Lấm thì lấm rẻ nhất bên em là 350.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này thì đều đẹp, chất lượng không viên, ổn định luôn cho anh em. 10 viên như một. Đấy. Ổn định với tất cả mẫu cành, từ Việt Nam kéo đến cành nhập. Đấy là hàng rẻ bên em, là 350.000 một ký, chưa bao cước vận chuyển. Đấy, chất lượng kẹo thì ổn định, không viên. 10 viên như một. Tiếp theo là giới thiệu cho bạn là mẫu GFB. GFB này thì loại này thì chưa bao cước vận chuyển, thì là hàng đẹp. Loại này 90m ăn lắp C2 và hơn 100m cò. Đấy, mẫu này là mẫu mới, có cả mẫu cũ luôn cho anh em. Mẫu cũ là mẫu ngắn, còn đây là mẫu mới. Thì anh em mua về trải nghiệm. Nói chung là mẫu này thì hợp với nhiều mẫu cành, chứ không phải là riêng cành Việt Nam kéo. Hợp với nhiều mẫu cành để anh em trải nghiệm, anh em biết. Loại này khách nhà em trải nghiệm rồi, thử rất chi là ok, ổn định. Đấy là hàng cao cấp hơn, cũng là hàng rẻ. Đấy, thì thật chất là em quay video cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829 411 281 giúp em. Nếu không kiểm không xem hàng. Xin chào anh em và gặp lại.